Bạn muốn mua nít nhưng chưa tìm được chỗ nào ngon, giá rẻ và uy tín, truy cập ngay shop@vn, uy tín 100%, hệ thống thanh toán và mua bán hoàn toàn tự động, hỗ trợ 24/24. Anh em nhớ ghé qua và ủng hộ. Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Tetogaming nha. Và ngày hôm nay mình sẽ làm gì đó ta? Mình sẽ săn dơm bằng một khẩu súng SMG bị lãng quên nha anh em. Đây là một con hàng phải nói là một thời tuổi thơ mình cũng dắt cái con này mình đi săn hơi bị nhiều ở trong phòng nhiệt nha anh em. Đó là con hàng SMG Christopher Ares nha anh em. Nó đây này anh em ơi, trời ơi con này bán dơm ngon lắm. Nhưng mà không biết tại sao khi mà TP ra thì cái con hàng này nó trở nên gọi là quên lãng anh em ơi. Con này bán có vẻ là khá là ngon, bán ngon lắm anh em ơi. Nhưng mà sao lại ít người chơi quá anh em ơi, hay là nó khó quay. Hồi xưa mình nhớ là full cái bộ Ares của nó gồm M4A1 nè, rồi súng thục này, nói chung tè le luôn. Có cái MP5 Ares nữa, bán cũng khá là ngon. Mà mấy anh em sao mình thấy ít sử dụng những khẩu súng này để săn anh em ơi. Nên là ngày hôm nay mình gọi là mình lục lại, mình chơi khẩu súng này. Để mà anh em nhớ lại cái khẩu súng này cũng từng một thời rất là huy hoàng luôn. Nhưng mà sau khi thằng Team B nó ra đời thì đâu phải khẩu này thì như nó mất nét luôn. Nó lướt cái đầu luôn, không ai chơi nữa anh em. Nên là ngày hôm nay mình sẽ review khẩu này cho anh em xem nha. Đây là một con hàng SMG bán khá là ok luôn. Úi dồi ôi anh Tơ không có tuổi nha. Con này bán dơm cũng rất chi là bị dính nha anh em. Bán rất là dính đạn luôn, âm thanh nghe ôm tai không? Đó, nghe rất là ôm tai, rất là dở sấy vào đầu nha anh em. Úi dồi ôi nghe cạch 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 rất là đẻ luôn. Úi dồi đấm vào mồm rất là sướng nha anh em. Úi dồi cái gì vậy? Úi dồi mất giáp rồi anh em. Trời bẻ tá này bẻ chặt độ phòng như chưa từng được chặt anh em ơi. Cuối cùng thì đó thay đấm vào mồm cho anh em. Mày nhấp nháy này, trời ơi dơm nhiều anh em ơi, giờ chơi được rồi. Nhưng rồi SMG là mình thích những cái giai đoạn như thế này này, đông dơm sấy mới đẻ cho tàng hình cái gì, tàng hình cũng như không. Thôi hero mày cứ kịp chém đi, tao cover cho tỉnh mệnh. Không có dơm. Ok chơi đi quỳ sau tao lo hết quất đi. Úi rồi chạy anh em ơi, tàng hero nó chết rồi đâu phòng. Xin lỗi mà nha, mé đông quá tao cũng phải bỏ mày, tao bay tao chạy cướp mạng tao chưa. Trời chả cái gì hết, chả cái gì, bình thường còn vài giây thôi, mình cái này mình lo được anh em ơi. Vòng các kiểu không làm gì được đâu. Úi trời ơi hết giờ nhá anh em. Đó anh em thấy chưa, đây là một con hàng chạy dơm rất chi là ổn luôn nha. Nên là anh em kiếm con để mà săn dơm đi, nên nhớ là đạn nhiều vào. Con này cần nhiều đạn để mà ông ta quắt thôi anh em. Trời ơi, một khẩu súng nhẹ như thế này mà ít người chơi cũng phí anh em ơi. Mình sẽ tiếp tục chơi những khẩu súng SMG mà ít anh em chơi á. Giả sử như cái khẩu Uzi, Dual Uzi Gun á, ui khẩu đó nhìn đẹp phết anh em ơi. Có điều nó thay đạn hơi chậm nhưng mà bắn hơi yếu xíu thôi. Nhưng mà mình muốn chơi dơm kiểu trình diễn là chơi những khẩu súng đó. Nhìn nó hay hay kiểu gì anh em ơi. Mình là mình thích kiểu vậy. Chứ mình vào mình sang dơm ấy là mình không quan trọng kêu. Mình quan trọng là cái cách mình di chuyển, cách mình thể hiện, nhìn ra nó đẹp mắt thôi. Thế còn kill thì nó thẳng ra thì ai dành nhiều kill chả được. Mình tập trung mình bắn thì kill lú lưu. Úi trời ơi, dơm đâu hết rồi, đây này, chơi nó luôn anh em. Trời ơi, trời ơi, nữ y tá này, nhảy cái gì. Úi trời ơi, nó bắn một phát rồi úp mặt xuống đường bê tông luôn, phải cái lúa thiệt chưa. Đấy, hay lắm, đó, phải chặt như vậy, làm y tá là phải dạy anh em ơi, phải học hỏi mình đi, trời ơi. Chém y tá là chém lú nó luôn. Rồi hết hàng rồi. Trời ơi không còn gì để mất ở đây. Trời ơi lần này đây là ván cuối nè anh em ơi. Trời ơi má ơi ván cuối cùng. Nói hồi ôi ok đây tơ ơi. Cổng này bắn qua nó là tơ khỏi nhảy luôn nha anh em. Bắn rất là đã, nhìn nó cũng đẹp đẹp thế nào nhỉ. Chắc là sau cái khẩu này mình sẽ test thử con hàng MP5 Ares nha anh em. Trời ơi con đấy cũng ok lắm. SMG mà mấy cậu Ares này nhìn nó đẹp mà nó mạnh vãi lúa luôn. Úi dồi ôi mé nó tàng hình kia kinh chưa, còn 40 giây chơi luôn không sợ. Mày cay tao à, thằng này đâu phòng được hay lắm con trai, cứ vào đây nó hồi sinh kìa anh em. Ở đồ úi dồi ôi lại mày nữa nè, hử nữ y tế chép hai thằng luôn. Cỡ hai thằng châm non là không có tuổi nha. Trời ơi dí đi bạn ơi, đấm vào mồm rất là sướng luôn nha. Con này mình nhớ không nhầm là đâm
đam của nó to hơn cái con chimbi nhiều nha. Lần này nha nè. Ấy à, úi giời ơi, canh quá thì tao biến hero thôi. Làm gì mày này, đâu đủ 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 cơ chay. Phải lú thiệt. Mấy nó chém cũng kinh phết nha anh em ơi. Bây giờ mình sẽ ra cái phòng mới nha anh em. Ok, chơi tiếp nào anh em ơi. Trời ơi trời, phải nói là mình chơi đột kích được 3 tiếng đồng hồ rồi mà định mệnh á, thiệt hả chứ. Làm mới được hai cái clip anh em ơi. Làm clip gì mà phải nói là đau mắt mà đau lưng nữa. Trời ơi khổ lắm anh em ơi. Nên là anh em phải cố gắng ủng hộ mình nhiệt tình nha anh em. Trời ơi giờ nó lên để thăm vô này. Ô, con nhân vật gì đẹp thế nhỉ. Úi dồi nó thành dơm luôn kìa. Mấy cái thằng mà nó hay nhìn nhìn mình nó thủ thủ quá nữa anh em. Nó rất là dở mà thành dơm nha anh em. Úi dồi ôi nó tốt rồi. Mẹ chơi dơm gì mà cây cứ thành dơm là tốt lên này. À ông tơ đồ anh bỏ đối tượng mà đâu. Úi ôi ôi té này. Giật kìa mình luôn đúng mé tình hình kinh vậy. À nhấp nháy kìa vãi cả rồi. Đây một thằng nữa. Chơi không? Đủ không dám chơi. Úi giời ơi non non non. Hình như là nó chạy ra phía trước rồi mà nó giết cái tụi thầm vô rồi anh em ơi. Bây giờ cũng không có con dơm này luôn. Đấy à ông tơ đồ phòng bây giờ là trông chờ là mỗi ông tơ rồi. Ông mà không làm được việc nữa là đâu. Úi giời chém nó chém nó chém nó. Trời mé vãi cả nồi thiệt. Tao đã giảm đạn lại rồi mà chém không dính. Trời trời mấy non ơi là non nữ y tá gì đâu. Đậu vòng đó non. Trời ơi ui bắn green dam thiệt anh em ơi. Trời mẹ ơi. Mẹ ui nhấp nháy này. Giờ thằng nào càng chiến không lên càng chiến này. Đấy cái lúa thiệt. Đây ông hồi sinh rồi nè anh em ơi. Mẹ nó dôm gì đâu. Lát đát vài con bắn thấy chán luôn. Úi rồi úi rồi. Mẹ bắn vào đầu đạp to thiệt anh em ơi. Hồi sinh này. Ý trời ơi bên em cày đâu vào cái hộp tiếp tốt. Trời 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 mất kép rồi. Định mình lụm quay khẩu súng của mình coi. Ây à đâu cày thế nhỉ. Mí là hình chưa chết anh em ơi. Đấy nồi ạ. Anh em thấy không cái khẩu súng này bắn vào dơm nó chạy không được luôn á. Nó giảm tốc độ rất là nhiều luôn. Mà nó hết giờ rồi còn nửa phút chơi gì đây. Nó thiệt là cho mình thời gian mình có hạn mà mình làm mấy clip mình phải lọc lọc xíu cho anh em xem nha. Chơi máy gián ít chơi không quá. Cho anh em xem clip nó không được đã mát lắm. Mà thôi cứ cỡ nha anh em. Mình làm được clip nào thì anh em xem clip đó. Anh em có chơi thì mình chịu thôi. Clip sau mình cố gắng đúng không. Trời ơi. Đây này những cái game này. Mé nó cày tê nha. Không có thời gian nữa mà chơi anh em ơi. Tên công mệt nè. Thôi cỡ làm nốt ván nữa nha anh em. Làm ván cuối nha nè. Một ván cuối cùng nha. Cứ mỗi chiều mà làm clip lại là đậu phòng nó không kịp giờ đăng luôn em ơi. Mình tính là cứ chiều lại là khoảng tầm 6 giờ tối là mình đăng clip cho anh em xem á. Nhưng mà giờ định mình 6 giờ rồi. Làm chưa xem cái clip lên em ơi. Thế có những lúc mà làm clip rất là lâu luôn. Kiếm cái phòng đậu phòng đó mà thích hợp cho mình làm clip khó quá. Như hiện tại mình đang chơi phòng này nè. Ít giờ quá cầm khẩu súng SMG mà bắn không được multi kill là anh em biết rồi đấy. Đậu vòng nó có vứt clip luôn. Úi dồi ôi đấm mồm này anh em ơi. Ui úi dồi nhảy vào đầu này anh em ơi. Mình vừa có một cái phe lanh ba vi bộ đánh cấp luôn anh em ơi. Trời ơi hai con nữ té, một con cương thi, một con nữ té với lại tơ. Mình bay vào đầu tơ luôn. Úi dồi ôi sao hai con kia đấm dí vậy. Để các ba con dơm mà đậu phòng nó dồn vào mình luôn rồi bắt hết rồi. Chạy cái đây. Trời ơi mé. Được à? Mé dơm. Dơm gì mà yếu quá là mình mấy hôm nay cầm tùng CP đến này mà chơi chơi. Sơn tùng MTB không ôm thùng MTB chơi thức kia thì ông nào chịu nói. Không thể nào mà dơm nào chịu nói em ơi. Trời ơi mé nó. Nó thậm vô một đống cho tùng hàng nữa. Cây chưa. Đấy phải đầu cả dơm rồi em ơi. Được 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 được. Được. Ấy à, thì TP đậu vòng này. Cầm TP đút đậu vòng chất luôn chứ. Mí lại thẩm vô cầm SMG thẩm vô đậu vòng. Nè là đây. Úi trời ơi. Quất nó. Hay lắm anh em ơi. À thằng này FK. Trời ơi đam công anh em ơi. Úi 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 úi. Bình tĩnh bạn ơi. Bình tĩnh. Úi trời ơi. Kiếm cái multi kill coi. Đậu vòng tụi bay ra hết về sau đây. Ba kill coi. Lên mệnh. Lên hai bạn hiền. Ôi đam kìa anh em ơi, anh em thấy chưa? Crit Super V Ares đây. Ngon lắm. Sẽ một cây mà chơi nha. Đấy, được.
mẹ nó kiểu cái thịt tơ đâu phòng mày nhắc chết quá. Úi giời chết luôn hầu. Mẹ lấy cái lúa thiệt chết á. Ủa nó chết hay nó thoát vậy anh em? Đậu phòng ui rồi hộp tiếp tốt. Ui nó chết đậu phòng tưởng nó thoát luôn chưa. Vãi cả nồi ạ. Định mệnh á, trời ơi hết giờ rồi anh em ơi. Thôi anh em xem tạm clip này nha. Mình làm clip này hơi dở chút. Anh em xem nhớ để lại cho mình một like, một subscribe nha. Bye bye, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở clip khác.